Mặc dù số lượng tỷ phú trên toàn thế giới đã giảm so với năm 2021, nhưng 40% trong số họ đã giàu hơn rất nhiều, bao gồm cả người giàu nhất Canada. Theo báo cáo tỷ phú của Forbes vào năm 2022, năm nay danh hiệu người giàu nhất Canada là Chen Peng Zhao. Với giá trị tài sản ròng ước tính hơn 65 tỷ USD, giám đốc điều hành và kinh doanh người Canada gốc Hoa đã giành được thứ hạng đáng chú ý là người giàu nhất Canada và được xếp hạng thứ 19 tỷ phú giàu nhất thế giới theo giá trị tài sản ròng. Vậy, Chen Peng Zhao là ai? Nếu bạn không theo dõi về tiền điện tử, bạn có thể chưa nghe đến cái tên này. Hay anh ta làm gì? Và tại sao anh ta đủ sức ảnh hưởng để lọt vào top 20 tỷ phú hàng đầu thế giới? Hãy cùng Culture tìm hiểu thêm về Chen Peng Zhao và cách anh ấy trở thành người giàu nhất Canada. Chen Peng Zhao có biệt danh là CZ, sinh ra ở Giang Tô, Trung Quốc vào năm 1977. Không lâu sau khi Zhao được sinh ra, cha của anh, lúc đó là một giáo sư, bị gán cho là trí thức tư sản và tạm thời bị lưu đày. Vào những năm 1980, gia đình Zhao chuyển đến thành phố Vancouver, Canada. Khi còn là một thiếu niên, Zhao đã làm nhiều công việc, bao gồm là một nhân viên nướng bánh mì burger ở McDonald's và làm việc theo ca đêm tại các trạm xăng để kiếm tiền giúp trang trải chi phí của gia đình mình. Quả thật là một câu chuyện cảm động và đầy cảm hứng về một người con của một gia đình nhập cư của Canada đã làm hết sức mình để giúp đỡ gia đình. Ở tuổi thứ 16, Zhao bắt đầu quan tâm đến lập trình máy tính và viết code trước khi hoàn thành bằng khoa học máy tính tại Đại học McGill ở Montreal. Sau khi tốt nghiệp đại học, Zhao được nhận thực tập tại Tokyo và làm việc cho một nhà thầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Trong thời gian ở Tokyo, anh đã phát triển phần mềm để khớp các lệnh giao dịch. Sau thời gian thực tập, Zhao làm việc toàn thời gian trong 4 năm tại Bloomberg Tradebook. Nơi đây, anh cùng với các nhà phát triển phần mềm, lần này tạo ra phần mềm giao dịch tương lai. Sau thời gian ở Tokyo, Zhao đã dành thời gian đi khắp thế giới, đến những nơi như New York và Thượng Hải, tiếp tục xây dựng và lập trình các hệ thống giao dịch tần suất cao, lần này là dành cho các nhà giao dịch định lượng ở phố Wall. Mặc dù những thành công của anh trong lĩnh vực máy tính rất là phi thường, nhưng chỉ điều đó vẫn chưa đủ để Zhao trở thành người giàu nhất Canada. Vào năm 2013, Zhao đã học về Bitcoin và tiền điện tử, một loại tiền tệ kỹ thuật số mới phi tập trung. Sau đó, Zhao làm việc cho các dự án tiền điện tử khác nhau, bao gồm blockchain.info và cũng có thời gian ngắn làm giám đốc công nghệ của OKCoin. Một năm sau, Zhao bán căn hộ ở Thượng Hải của mình với giá khoảng 1 triệu USD để sử dụng số tiền này vào Bitcoin. Nhưng không, Zhao không trở thành tỷ phú khi đầu tư vào Bitcoin, nhưng kinh nghiệm của anh ấy với các dự án tiền điện tử đã giúp anh trở thành tỷ phú như ngày nay. 2 năm sau khi nghe về tiền Bitcoin, Zhao đã thành lập một công ty phát triển sàn giao dịch có tên ByGTech, cung cấp công nghệ giao dịch dựa trên đám mây cho một số sàn giao dịch châu Á. Sau khi làm việc với một số dự án tiền điện tử nổi bật, Zhao thành lập công ty Binance vào tháng 7 năm 2017 và chính thức rời ByGTech. Anh ấy đã lắp vào các vị trí cấp bậc cao cấp của Binance bởi các nhà phát triển và kỹ sư cao cấp từ ByGTech, những người mà đã giúp Zhao ra mắt một nền tảng trao đổi tiền điện tử mới. Trong cùng năm đó, Binance đã có thể huy động hơn 15 triệu đô la trong đợt cung cấp tiền điện tử ban đầu và nền tảng này đã bắt đầu trao đổi các giao dịch ngay sau khi cung cấp. Trong vòng chưa đầy 8 tháng, Zhao đã phát triển Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng kể từ tháng 4 năm 2018. Binance của Zhao nổi tiếng đối với các nhà giao dịch tiền điện tử và nhiều người ca ngợi nền tảng này về tốc độ thực thi giao dịch tiền điện tử và tốc độ phát triển các sản phẩm mới. Ví dụ như vào năm 2019, nền tảng này đã phát hành Binance Launchpad, một công cụ cho phép phát hành nhanh chóng các loại tiền điện tử mới trên nền tảng của mình. Và vào năm 2020, Binance đã ra mắt các công cụ hỗ trợ theo dõi tiền điện tử có tên
Binance Launch Poll. Binance có vẻ như là một thành công chóng vánh, nhưng nó vẫn tiếp tục phát triển mỗi năm. Vào tháng 11 năm 2021, Binance đã xử lý trị giá khoảng 76 tỷ đô la Mỹ tiền Bitcoin và Ethereum trên nền tảng của mình mỗi ngày. Nói thêm rằng, sàn giao dịch này thường xuyên xử lý khối lượng giao dịch nhiều bằng 4 sàn giao dịch lớn nhất tiếp theo cộng lại. Theo phân tích của Forbes về khối lượng và phí dịch vụ của Binance, sàn giao dịch này đã tạo ra ước tính khoảng 16,8 tỷ đô la phí giao dịch vào năm ngoái. Một số nhà phân tích nhận thấy sự tích lũy tài sản của các công ty như Binance sẽ tiếp tục khi đồng tiền điện tử ngày càng được chấp nhận. Giá trị thị trường ước tính hiện tại của Binance là 92,5 tỷ đô la, cho phép nền tảng này gia nhập hàng ngũ các công ty công nghệ tư nhân hàng đầu như ByteDance, công ty mẹ của TikTok, nền tảng khổng lồ thanh toán tiền Stripe và SpaceX của Elon Musk. Với kế hoạch mở rộng sang các khu vực mới của Binance và mức độ thống trị thị trường ấn tượng của nó giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, không có gì ngạc nhiên khi Zhao sẽ tiếp tục giữ danh hiệu người giàu nhất Canada trong một thời gian và thậm chí có thể đạt thứ hạng cao hơn trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới. Mặc dù giá trị tài sản ròng 65 tỷ USD xếp Zhao là người giàu thứ 19 trên toàn thế giới và là người giàu nhất Canada, Zhao luôn khiêm tốn và cương quyết nói rằng anh có kế hoạch cho đi ít nhất 90% tài sản của mình, dự định làm theo những kỳ tích của những doanh nhân khác như Bill Gates. Tôi có ý định quyên góp phần lớn tài sản của mình, như nhiều doanh nhân hoặc nhà sáng lập khác đã làm, từ nhân vật lịch sử như Rockefeller cho đến những doanh nhân ngày nay. Tôi dự định quyên tặng 90%, 95% hoặc 99% tài sản của mình, Zhao đã nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 11 năm 2021. Từ khởi đầu khiêm tốn với tư cách là một người Trung Quốc nhập cư đến khi có quốc tịch Canada, được lớn lên và giáo dục tại nơi đây và biến niềm đam mê khoa học máy tính của mình trở thành tỷ phú giàu thứ 19 trên toàn thế giới và là người giàu nhất Canada. Và đấy là câu chuyện của Chang Peng Zhao, câu chuyện của một chàng nhân viên phục vụ tại cửa hàng burger trở thành tỷ phú tiền điện tử. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại nhiều nguồn cảm hứng cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Hoche Channel sẽ sản xuất thêm những video với nội dung tương tự về những nhân vật nổi bật hoặc những câu chuyện cuộc sống, văn hóa của đất nước Canada. Nếu như quý vị cảm thấy thích những nội dung như thế này, xin hãy cho Hoche Channel một cái like và comment những chủ đề thú vị mà quý vị muốn được tìm hiểu nhé. Và đừng quên rằng hãy bấm nút đăng ký và nút chuông kế bên để nhận được thông báo mới nhất về những video sắp tới của Culture. Nhân Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.